Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô. Và hiện tại thì mình đang có trái Dragon và mình sẽ nói chuyện với cái ông này, trả cho ông này 50.000 Bailey. Và các bạn biết điều gì không? Câu chuyện là như thế này nè, là mình ra ngoài server thường thì bị mấy bạn cầm trái Dragon đánh mình còn có 23 bounty. Tức chứ sao mà trái Dragon thì lâu bán, cho nên làm sao mới mua trái Dragon vĩnh viễn anh em. Bây giờ mình đã có trái Dragon vĩnh viễn và thật sự thì mình học được cái combo này của những cái bạn fan ngoài server thường. Trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn cái combo kết hợp với cái Long Trảo Thủ và trái Dragon, hai cái đều là Dragon. Này là Dragon Talon, này là Dragon rồng với rồng kết hợp, chẳng khác gì lửa với lửa kết hợp các bạn. Thì rồng là lửa, phun lửa mà các bạn. Bởi vậy ta nói lửa với lửa kết hợp thì sao anh em? Anh em commenter bên dưới cho tôi. Trời ơi, nó quá dễ rồi đúng không? Anh em nào cũng biết. Được rồi, thì combo này mình cảm thấy nó còn mạnh hơn cái Long Trảo Thủ với lại cái trái Venom hôm bữa mình làm video hướng dẫn á. Thì mình sẽ làm ngay cái combo cho các bạn xem rồi mình nói tiếp. Đầu tiên là đây một cái combo mình thì có thể là gọi là cắn lén đi, hoặc là có thể là BK gì cũng được. Nó cũng rất là lợi hại các bạn. Đó. Rồi ôi, tự nhiên là tấn vô cái gốc cây rồi. Thôi thì lỡ vô gốc cây rồi các bạn. Thì rồi nó bị hụt rồi, nó bị bay đi. Nói chung là đầu video vô là đã bị fail rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ làm lại cho các bạn xem nè. Cái chiêu C này là một cái chiêu mà bắt đối phương rất là lợi hại trong cái trái Dragon này. Nhưng mà đầu tiên thì mình làm một cái combo cắn lén đi. Đây. Không cần phải xài hết chiêu đâu. Cái gì vậy? Sao đánh trúng con này fail video rồi? Trời ơi, tôi làm video hướng dẫn mà làm cái gì mà fail hoài vậy? Trời ơi, anh em xem video của tôi ấy, anh em chỉ lắc đầu thở dài. Bác Tô già rồi các bạn à. Thôi thì thông cảm cho những cái kiểu như cái người mà già như Bác Tô đi anh em. Làm video hướng dẫn mà fail mấy lần rồi nha. Được rồi, bây giờ làm lại nhất quá tam, lần thứ ba là sẽ không thất bại nữa đâu. Đây ha anh em. Đây. Lần này tôi nghi thất bại nữa quá. Đây, tôi bắt cho được nè. Đó, cái combo này, một combo là one shot và có thể là những bạn mà bounty cao hơn á thì sẽ không bị one shot. Nhưng mà theo mình thấy thì ngoài cái one shot ra, nếu mà xong combo mà vẫn chưa bị one shot thì mình có thể biến thành dạng rồng, có thể làm các kiểu mà tiếp theo trong video này mình sẽ nói tiếp nè. Bây giờ là cái combo mình đã làm xong rồi không các bạn, mà điểm mà mình đánh giá cao của cái trái Dragon này là chiêu bay của nó khi mà mình tiếp cận và tấn công các bạn. Nó đáng sợ ở một chỗ á, rất là nhiều chiêu bay của trái quỷ thì các bạn sẽ thấy được cái hình dạng bay. Chẳng hạn như là BK bay sẽ để là cái dệt vàng, rồi nói chung là những trái quỷ khác là bay là mình sẽ biết. Riêng cái trái Dragon này nó cứ bay lù 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 nó, các bạn từ xa các bạn có thể nhìn thấy cái lằn gió của cánh này đúng không, nhưng mà nó vẫn bị khó bị phát hiện hơn những cái kia, thật sự là như vậy các bạn. Và có nhiều khi chỉ bạn bật haki thì mới dễ thấy nó thôi, và nó cứ bay từ xa đi sang bounty đúng không, cái nó bay tiếp cận là bạn bạn đang AFK, cái nó lại nó bấm chiêu C, bấm chiêu C vô các bạn xong rồi nó nắm đầu rồi thôi xong. Cái gốc cây này nó làm mình hụt chiêu các bạn tại cái gốc cây nha. Thôi thì đó là một cái lỗi game game thì đôi lúc này nó sẽ xuất hiện lỗi các bạn, cho nên là bây giờ thì lỗi thì sao làm lại thôi. Mình sẽ làm lại với con Fitman này nha các bạn. Rồi thì tôi sẽ thử một cái combo bay từ xa ha. Rồi sử dụng chiêu C vô. Ui gì vậy? Thôi bắt tô già rồi các bạn đừng có để ý vào những hết muốn làm video rồi. Tôi nghĩ là hôm nay tôi không làm video được. Thôi thì tôi làm lại cho anh em coi. Đừng có khinh thường người già. Nãy giờ là tôi làm bộ thôi. Thật ra ba pha này hả, tôi làm hoài. Đây nè, tôi sẽ làm một lần duy nhất cho các bạn xem thôi. Các bạn chú ý rồi ha. Tôi làm một lần duy nhất thôi đó. Là tôi bay đến đối phương. Sau đó tôi sử dụng chiêu C. Thôi giờ tôi sẽ sử dụng chiêu C nè các bạn. Tại sao mà tôi bị người ta ngoài server thường người ta đánh tôi á, là người ta làm vậy còn tôi làm không được là sao? Ấy, hụt chiêu Z luôn kìa các bạn. Thôi thì nếu mà tôi càng cố gắng làm thì tôi sẽ làm không được. Nhưng mà thật ra là như thế này, tôi làm bộ thôi.
Thí dụ như khúc cuối mình học chưa dết á, thì mình hết combo rồi đúng không? Như vậy thì mình làm sao? Mình sẽ biến lên dạng rồng và mình di chuyển bay lên thành dạng rồng mà chúng ta có thể là chờ hồi chiêu. Trong cái dạng rồng này chúng ta được giảm gia đam mà đúng không? Ta được tăng phòng thủ. Thì lúc này ở trên không chúng ta có thể khạc nhổ đồ các kiểu, làm các kiểu dí cho nó khạc nhổ. Tại vì sao? Mình combo nó hết bao nhiêu đó thì nó chắc chắn là đã thấp máu rồi, cho nên là nó cũng phải lạng qua lạng lại chờ combo lại bạn. Và lúc đó thì nó còn full chiêu, bạn đang hồi chiêu thì cứ biến lên thành cái dạng rồng để chờ hồi chiêu rồi hồi combo các kiểu đúng không? Sau đó hết rồi á, có thể là ở dạng rồng bạn có thể khạc nhổ các kiểu, còn không thì quay lại dạng thường. Và cái chiêu C mình đánh giá nó cao là kiểu là như thế này nè. Đây các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy không? Là mình có thể bắt được đối phương từ xa. Có thể nếu mà khi mà quay trúng rồi á, thì đối phương nó sẽ bị khựng, thì mình sẽ tiếp tục sử dụng một cái combo nào đó. Chẳng hạn như nếu mà không đủ tầm ít thì mình có thể solo và ít vào. Đây thì tôi sẽ làm thử một lần nha các bạn. Thật ra thì khả năng thành công của tôi là nó không cao, nhưng mà tôi sẽ cố gắng các bạn. Đây nè, solo vô đó. Ghê hôn, ghê hôn, ghê hôn các bạn. Ghê chưa? Trời ơi, bát tô của các bạn mà đó, giờ biến lên dạng rồng hồi chiêu các kiểu nè. Rồi sau đó thì ở dạng rồng thì sẵn khạc nhổ một tí. Không khạc nhổ tí không sao đâu các bạn. Thấy chưa? Bát tô của các bạn mà. Đó thì bây giờ mình đã, nói chung là mình thì mình chưa có nghiên cứu về cái combo của cái trái này kết hợp với Dragon Long Đạo Thủ. Chẳng qua là mình học được mấy bạn combo mình ngoài server thường, cho nên là bây giờ mình có 23 bounty. Đó nên là anh em nào mà thấy cái combo nào hay, biết cái combo nào hay á, commenter chỉ cho mình với, để mình nghiên cứu mình luyện. Chứ chả lẽ bỏ này ra hết 2.600 Robux rồi mua làm con clip này không ổn lắm các bạn. Chỉ cho tôi dắt sửa cái trái quỷ này các bạn. Hay bây giờ tôi sẵn tôi bay đi, tôi tìm trái quỷ luôn. Vậy là cái combo này xong rồi đúng không? À, ở đây nó có những cái con quái có level cao hơn, tôi sẽ combo lên con quái level cao nữa coi là như thế nào. Ôi trời ơi, trời mưa rồi các bạn. Bạn xem video trời mưa thông cảm nha, tại trời nó cứ mưa riết à. Trái quỷ nó ở đây mà nãy giờ sát bên không đi, đi nguyên một vòng rốt cuộc về lại đi lại chỗ này. Mà tôi thích cái trái Dragon này bay, anh em biết không? Cái hiệu ứng cánh nó nhìn giống như mình đang cửa Riffin vậy đó, nó đã. Nếu anh em nào mà chơi ARK thì cũng biết là con Riffin là bay đã cái nào á. Tôi nói chung là tôi rất là thích cưỡi con Riffin, nhưng mà trong đây thì cái hiệu ứng con rồng này nó không được như con Riffin các bạn. Đấy, bây giờ làm hoàn hảo hơn rồi nè. Gì vậy? Sao dăng hướng này rồi ra trưởng cái. Đó, thấy chưa? Vẫn tiêu diệt được các kiểu mà. Anh em thấy không? Cái combo này ngon chứ bộ, chứ đâu có cùi đâu. À để qua mình thử mình combo cái con boss mà siêu phục hồi đi. Thì cỡ nào thì cũng nên thử nghiệm với con boss đó một con boss đó một tí chứ, con boss chứ không phải là con Ford. Sao bây giờ tôi thấy tôi có cái tôi mới re à sờ mo ke tôi nói mà tôi mới reset mất cái trái ác quỷ rồi mà tự nhiên sao nó có trái trong đây. Thật ra là anh em có thể nói tôi reset mất trái quỷ phí đúng không, nhưng mà mấy trái quỷ giờ nhiều quá đâu có chỗ để đâu các bạn, cho nên là thôi thì cứ bỏ vậy thôi. À, sang mắc công anh em hỏi sao không cho coi full rương đúng không. Nay tôi cũng không thèm nhét trái quỷ vào trong rương nữa. Ủa trái tơ, à trái tơ cũng ấy đó, như cái trái này tôi thấy đi ải riết luôn. Rồi đó thì trái 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 OB bữa cho người ta hết trái hay trái gì rồi, khổ lắm các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ qua đánh cái con boss siêu phục hồi ở đây. Đây thì con boss siêu phục hồi là nó sẽ nằm ở cái hướng này nè các bạn, hướng này. Có lẽ là mình nên chơi cái trò đổi màu rồng các bạn, nhưng mà nếu mà kiểu mà đi BK thì mình nghĩ là nên đổi qua cái con rồng màu đen á, thì ban đêm dù gì con rồng màu đen ban đêm bay trên nó cũng tối hơn các bạn, nói chung là cái cánh nó cũng đen hơn thì phải. Nếu mà đổi qua rồng đen cánh đen đúng không các bạn, thì mình thì kiểu thời điểm mình chơi á, thì trước đây là cái thời điểm mà ra trái rồng á mình không có chơi nhiều, lúc đó mình đang chơi Onta đó, cho nên là mình không có biết nhiều, nên là anh em cũng thông cảm ha. Thì bây giờ làm về trái rồng có thể là nó quá lạc hậu, thậm chí là mấy cái này thì bị người ta biết lâu rồi các bạn, chán thật sự luôn, tuổi tác nó là vậy rồi. Ôi ôi, tôi vừa nghĩ ra thêm một cái combo mới nè anh em, mình có thể sử dụng chiêu Z trước rồi sử dụng C, nó hợp lý hơn nhỉ, đúng không, đúng không, như vậy nó phải hợp lý hơn không. Ôi đó, bây giờ là mình hồi chưa vậy.
Trời ơi, nó hồi chưa chết rồi các bạn, nó hồi chưa chết là tiêu diệt được rồi. Bây giờ tôi sẽ làm lại như vậy, là mình nghĩ là nên bổ sung cái chiêu Z vào cái đầu combo trước. Cái mình combo trước tiên mình combo nên xài chiêu Z trước rồi xài xài C các bạn. Dù gì thì cũng là một cái combo cắn lén của Bato mà. Ủa, à, nó giăng đi thì nó hơi khó sử dụng hơn á. Ôi, game lỗi vãi cả trưởng ra luôn. Đây mình sẽ làm lại nha. Dù gì thì chiêu C nó cũng rộng mà, cho nên là mình xài chiêu Z mà có giăng đi thì mình xài chiêu C nó cũng dễ. Nhưng mà lúc đó mình phải soru theo bắt ít thì phải. À, nó dễ mới dễ trúng hơn. Thôi tôi nghĩ luôn, tôi không làm nữa, tôi không làm được, tôi ghét rồi. Bây giờ tôi sẽ kết thúc video thôi các bạn. À, các bạn cảm thấy sao về video này, hãy để lại bình luận bên dưới. Và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn, gặp lại, bye bye anh em nha.